ngày hôm qua, Hội nghị quan chức cao cấp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ tư tại Bali, Indonesia đã kết thúc để hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Kinh tế APEC lần thứ 25 sẽ khai mạc vào ngày mai và Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 21 diễn ra trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 10 tới. Kết thúc 2 ngày thảo luận, thì các quan chức cấp cao cấp của nền kinh tế thành viên APEC đã rà soát lại toàn bộ những nội dung hợp tác trong năm và thống nhất nội dung của nhiều chương trình, sáng kiến và dự thảo văn kiện để trình Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Kinh tế APEC lần thứ 25 xem xét thông qua. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian trao đổi về đóng góp của APEC đối với việc thúc đẩy thương mại đa phương, các sáng kiến và biện pháp cụ thể kết nối APEC và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng khu vực, cũng như các biện pháp cải cách APEC theo hướng hiệu quả hơn. Nhân dịp Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 21, các phóng viên truyền hình Việt Nam thường trú tại ASEAN đã có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Alain Bolan, Giám đốc điều hành Ban thư ký APEC, về một số vấn đề nổi bật liên quan đến hội nghị cũng như sự tham gia đóng góp của Việt Nam trong hoạt động của APEC. Xin chào tiến sĩ Alain Bolan và xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Như ông đã biết là các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC sẽ gặp nhau tại Bali, Indonesia vào đầu tháng 10 này, trong một sự kiện có thể nói là được mong đợi nhất trong năm. Vậy theo ông thì nội dung chính của hội nghị APEC lần này là gì? Các nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau để thảo luận toàn bộ các vấn đề về APEC, nhưng nói chung là họ sẽ gặp để đánh giá lại và khẳng định đường hướng phát triển APEC trong tương lai, làm thế nào để APEC giúp các nền kinh tế đạt kết quả tốt hơn và cơ bản là giúp người dân trong khu vực có cuộc sống tốt đẹp hơn. Điều này có nghĩa là giúp thúc đẩy thương mại và đầu tư, có nghĩa là cải thiện kết nối vào một số lĩnh vực xung quanh việc đảm bảo sự tăng trưởng bình đẳng. APEC diễn ra trong bối cảnh có một số hiệp định hợp tác khu vực đang nổi lên, như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP hay Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Vậy thì theo ông, vai trò của APEC hiện nay là như thế nào? Đúng vậy, chúng ta đã thấy việc đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã diễn ra và việc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP đã được khởi động và đều có sự tham gia của Việt Nam. Tôi cho rằng đến giờ có rất nhiều tiến triển đã đạt được. RCEP sẽ đạt được chỉ trong thời gian nữa, bởi có lẽ nó có ít đòi hỏi hơn, trong khi TPP thì yêu cầu rất cao. Các nhà lãnh đạo APEC đã nhận thấy điều đó và xét cho cùng, điều họ mong muốn là một hiệp định khu vực mậu dịch tự do châu Á-Thái Bình Dương. Còn có nhiều việc phải làm, nhưng tôi cho rằng chúng ta sẽ có cái nhìn rõ hơn trong vòng một vài tháng tới. Việt Nam là một trong những nước đang phát triển tham gia APEC. Vậy thì tham gia tiến trình APEC mang lại lợi ích gì cho Việt Nam, cũng như Việt Nam có thể đóng góp gì cho tiến trình này? Sắp đến dịp kỷ niệm 15 năm Việt Nam gia nhập APEC. Trong 15 năm qua, Việt Nam đã tham gia đầy đủ vào tiến trình tự do hóa thương mại và đầu tư. Và tôi cho rằng một trong những tác động tích cực là Việt Nam đã đạt được sự tăng trưởng mạnh trong nhiều năm. Tất nhiên Việt Nam có chịu tác động của suy thoái toàn cầu và có một vài yếu tố biến động khiến nền kinh tế giảm tốc. Nhưng rõ ràng các chính sách mà Việt Nam đã triển khai là phù hợp với APEC và Việt Nam đã nhận được lợi ích theo hướng là APEC cố gắng nâng cao tính liên kết của các nền kinh tế trong khu vực. Việt Nam hiện xuất khẩu chủ yếu sang các nước APEC. Việt Nam nhận viện trợ phát triển chính thức, tiếp nhận đầu tư cũng chủ yếu từ các nền kinh tế APEC, rồi hợp tác về du lịch cũng được tăng cường. Tôi cũng hài lòng khi thấy Việt Nam đã tham gia hoạt động APEC trong giai đoạn này với hàng trăm dự án. Hiện tại thì Việt Nam đồng chủ trì một trong những nhóm công tác quan trọng về ứng phó với tình trạng khẩn cấp. Có thể nói là Việt Nam đã tham gia rất tích cực trong một số lĩnh vực kỹ thuật và nâng cao năng lực của APEC. Xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này.